Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Shalom, và xin kính chào bình an đến hết thảy quý mục sư, quý con cái Chúa và cùng toàn thể quý quý vị chúng ta đang theo dõi chương trình của Hội Thánh online từ xa. Nguyện cầu xin tình yêu thương của Đức Chúa Trời và ân điển Chúa Jesus Christ ở cùng với tất cả chúng ta trong một ngày thật là tốt lành để chúng ta được nhìn thấy mặt Chúa ở trong buổi kiêng ăn cầu nguyện này. Tôi tin rằng là trong sự kiêng ăn cầu nguyện có quyền năng để đem đến sự giải cứu, giải thoát, chữa lành cho đời sống của chúng ta. Cũng rất là lâu rồi, cũng hơn 2 tháng tôi không có tham dự trong những buổi kiêng ăn cầu nguyện của Thánh bởi vì kẹt công việc đột xuất ở Đắk Lắk. Hơn hàng trăm gia đình họ đang mắc nợ với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Cần có những người cầu thay, cần có những người tư vấn giúp đỡ họ vượt qua những cái cơn bão khó khăn khủng hoảng tài chính. Cho nên tôi phải hy sinh thời gian và phải đánh đổi rất là nhiều thứ để mà có thể giúp đỡ cho nhiều gia đình con cái Chúa. Nếu không thì sẽ có rất là nhiều người sẽ chết và họ sẽ bị bế tắc, tuyệt vọng và họ không có thể có lối thoát được trong những cái thời khắc đen tối này. Cảm ơn Chúa, buổi sáng nay thì tôi được mục sư tổng ở nhiệm mời chia sẻ lời của Chúa cho buổi kiêng ăn cầu nguyện này. Thật là phước hạnh cho tôi khi được phục vụ Chúa ở trong nhà của Chúa. Quả thật rằng là một ngày ở trong nhà của Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Amen, không quý mời chị em. Và đặc biệt là khi chúng ta cùng nhau hạ lòng xuống để kiêng ăn tìm kiếm Chúa, thì ân huệ và sự thương xót của Chúa luôn dành sẵn cho mọi tấm lòng của chúng ta. Lời của Chúa trong sách Sử Ký thứ 2 đoạn số 7 câu 14 chép rằng là: và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường tà thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói rằng là khi mà dân của Chúa là dân gọi bằng danh của Ngài, hạ mình xuống kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm mặt Chúa, trở lại với Chúa thì Chúa Ngài sẽ thương xót và cứu họ, thậm chí là cứu luôn cả đất nước của họ nữa quý vị. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của ACT khi mà bà đối diện với một cái nan đề rất lớn của dân tộc bà là dân Israel. Dân tộc Israel lúc bấy giờ bị một người tên là Naaman ghét bỏ và Naaman tìm cách để tiêu diệt dân Juda, còn gọi là dân Israel. Và chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi thì dân Juda, tức là dân Israel bị tiêu diệt, thì ACT cùng với cả dân tộc của bà đã kiêng ăn cầu nguyện trong 3 ngày. Họ không ăn, không uống, không làm việc gì hết, chỉ kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm Chúa trong 3 ngày 3 đêm. Và lạ lắm quý mài chị em, sau 3 ngày 3 đêm kiêng ăn cầu nguyện như vậy thì ân huệ của Chúa bày tỏ với bà ACT. Và trong cái đêm quyết định thì Chúa khiến cho cái ông vua Asiru không ngủ được. Và ông ấy tìm ở trong cái tàng thư của cung điện của mình những cái ghi chú. Và ông đã tìm được một cái cuốn sách, trong đó có ghi lại những công trạng của Mardochê, tức là một người Juda. Và cảm ơn Chúa rằng là thế trận được thay đổi và Chúa đã khiến cho cái kẻ ghét ACT và dân Juda phải bị tiêu diệt, chứ không phải là dân Juda, là dân của Chúa bị tiêu diệt. Nếu buổi sáng nay quý vị đến đây với một tâm lòng mệt mỏi, nặng nề, với một tâm trạng tìm kiếm ơn thương xót của Chúa và câu trả lời cho những nan đề của mình, tôi tin rằng Đức Chúa Trời trên trời Ngài sẽ nghe khi quý vị có một tấm lòng và thái độ kiêng ăn một cách đúng đắn ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta đối diện với một cái nan đề quá lớn và không thể tìm được cái câu trả lời cho bản thân mình, quý mài chị em, tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy kiêng ăn ít nhất là 3 ngày. Chắc chắn phép lạ của Chúa sẽ xảy ra. Và nếu quý vị nói rằng là tôi đã kiêng ăn nhiều tháng, nhiều năm rồi, mục sư ơi, tôi tin rằng là không có cơn bão nào quá lớn mà Đức Chúa Trời không thể giải quyết được. Amen, không quý mài chị em. Chúa nói rằng là ta là Đức Giê-hô-va, có điều gì quá khó cho ta chăng? Đôi khi cái sự kiêng ăn của chúng ta nó chưa đúng ở trước mặt Chúa, cho nên rằng là phép lạ của Chúa chưa xảy ra. Ở đây Sử Ký thứ 2 đoạn số 7 câu 14 chép rằng là họ hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ta thì ta ở trên trời sẽ nghe. Ở đây chúng ta thấy được có rất là nhiều cái điều kiện, đúng không ạ? Vừa hạ mình, vừa kiêng ăn cầu nguyện, vừa tìm kiếm mặt Chúa, trở lại với Chúa, rồi phải bỏ con đường tà, tức là bỏ những cái tội lỗi, những cái điều gì nó xấu xa, những điều gì không đẹp lòng Chúa, những cái điều gì mà chúng ta cần phải chọn đứng với Chúa, chứ chúng ta không nên chọn đứng với thế gian và tội lỗi. Thì lúc đó phép lạ của Chúa sẽ xảy ra. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là đừng dung túng cho tội lỗi. Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn số 15, từ câu 8 cho đến câu số 9. Lời của Chúa nói thế này:
người bắt sống Aga, vua của dân Amalek, rồi lấy gươm diệt hết thảy dân sự. Nhưng Saul và dân chúng dung thứ Aga, chặn giết những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và một vật tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về cái câu chuyện của cuộc đời vua Saul, vốn là vị vua đầu tiên của Israel. Vua Saul lúc ban đầu được Đức Chúa Trời ngài sức dầu qua sự sức dầu của tiên tri Samuel, và ông có một cái thời kỳ hoàng kim trong giai đoạn đầu của chức vụ mình. Ông đã thành công với rất là nhiều chiến trận bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng với ông. Nhưng mà cái khoảng thời gian hoàng kim đó nó không kéo dài bao lâu thì vua Saul lại phạm lỗi ở trước mặt Chúa. Cái vấn đề không phải là ông phạm lỗi bao nhiêu lần, nhưng vấn đề đó là ông không biết ăn năn và không chịu hạ mình để vâng lời Đức Chúa Trời. Và ông đã thất bại trong cái lỗi lầm thứ nhì của mình, khi mà Chúa ngài truyền ông phải diệt dân Amalek, diệt sạch dân Amalek, từ người cho đến súc vật và tất cả mọi thứ gì thuộc về dân Amalek. Nhưng mà ông đã không thành công ở trong sự vâng lời Chúa, và ông đã để cho vua Aga, tức là vua của dân Amalek, sống. Và đến cuối cùng thì quý bà chị em chúng ta biết ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn số 1 từ câu 8 cho đến câu 10 thì có một người Amalek đã đến giết vua Saul trong cái thời điểm cuối cùng cuộc đời của ông. Người nói cùng tôi rằng: ngươi là ai? Tôi thưa: tôi là dân Amalek. Ngươi bèn tiếp: hãy lại gần giết ta đi, vì ta bị say sẩm nhưng hãy còn sống. Vậy tôi đến gần và giết người đi, vì tôi biết người bại trận không còn sống được. Đoạn tôi lấy mã triều thiên trên đầu người và vòng vàng nơi cánh tay người mà đem về đây cho chúa tôi. Quý mài chị em, cái câu chuyện cuối cùng cuộc đời của Saul đã kết thúc ở trong một sự đau đớn và chua chát đầy cay đắng. Đó là một người Amalek, tức là cái dân thù nghịch với ông, mà ông đã thương xót, ông tha cho vua của dân đó, mà đến cuối cùng thì một cái người Amalek đã đến giết chết ông. Quý mài chị em ơi, dân Amalek có ý nghĩa trong thuộc linh ngày hôm nay, đó chính là những tội lỗi, những cái gì mà thuộc về xác thịt mà Chúa ngài kêu chúng ta là dân thuộc về Chúa, chúng ta phải loại nó ra khỏi đời sống của mình. Nhưng nếu chúng ta không vâng theo lời của Chúa, chúng ta không loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta, mà chúng ta chừa lại, chúng ta để cho nó sống ở quyến mài cho em, thì đến cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng lại rất là khủng khiếp trên đời sống của chúng ta. Và vua Saul đã đếm trải cái trái đắng đó ở trong chức vụ của ông. Ông đã không ngờ rằng là cái sự không vâng lời của mình đó, cái sự không vâng lời của mình lại phải trả một cái giá quá đắt như vậy. Ngày hôm nay, con cái Chúa chúng ta cần phải vâng lời Chúa tuyệt đối 100%. Đừng bao giờ chỉ làm theo lời của Chúa nữa vời, quý mài chen. Bởi vì sự vâng lời Chúa tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiến đực. Nếu chúng ta có tấm lòng vâng lời Chúa, tôi tin chắc rằng đến cuối cùng chúng ta sẽ là người được phước. Chúng ta sẽ được Chúa đặt ở đằng đầu và chúng ta sẽ không ở đằng đuôi. Chúng ta sẽ trở thành nguồn phước cho các nước vay, chứ chúng ta không bao giờ vay mượn ai cả. Chúng ta sẽ trở thành những con người mạnh mẽ, vĩ đại ở trên đất nước này và trên thế giới này, bởi vì cơ chúng ta là những người tròn vâng lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đọc từ đầu Sáng Thế Ký cho đến sách Khải Huyền thì chúng ta luôn nhận thấy sự mời gọi của Đức Chúa Trời đến với ngài trong sự vâng lời. Adam và Eva đã thất bại trong mối quan hệ với Chúa bởi vì cớ họ đã không vâng lời ăn, họ đã không vâng lời để mà không ăn cái trái cấm đó. Và thế là tội lỗi đi vào trong thế gian vì cớ con người đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Chúa Giêsu, ngài đã xuống thế gian này để phục hồi lại những gì đã bị mất ở trong Adam đầu tiên. Và Chúa Giêsu là Adam cuối cùng. Và khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta sống ở trong sự vâng lời, trong sự vâng phục Chúa, chúng ta sẽ được phước trở lại. Đời sống của chúng ta sẽ không còn ở dưới những cái quyền lực của tội lỗi và sự chết nữa, quý mài chèn. Khi dân Israel chiếm xứ, họ đã không vâng lời Đức Chúa Trời để diệt sạch dân Philistine trong xứ Canaan. Hậu quả đó là sau này những dân ấy trở thành một kẻ thù hà hiếp dân Israel, và khi dân Israel họ phạm tội với Chúa thì những cái người Canaan đó bắt đầu cai trị trở ngược lại dân Israel. Các quan sát đoạn số 2 câu 14 cho đến câu 15, lời của Chúa chép thế này: cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel, ngài phó chúng vào tay kẻ cướp bóc và chúng nó bóc lột họ. Ngài bán Israel cho các kẻ thù nghịch chung quanh và Israel không còn có thể chống cự nổi được trước kẻ thù nghịch mình. Bất luận chúng đi đến đâu, tay của Đức Giê-hô-va vẫn nghịch cùng chúng đặng giáng họa cho, y như Đức Giê-hô-va đã phán và đã thề cùng chúng. Chúng bị cơn hoạn nạn lớn lao thay. Ở trong Giô-suê 17 câu số 12 cho đến 13 chép rằng là con cháu Ma-na-se chẳng đuổi được dân các thành ấy vì dân Canaan định ý ở trong xứ đó. Nhưng khi dân Israel đã được cường thành, bèn bắt dân Canaan phải phục dịch, xong chẳng đuổi được chúng nó được hết. Khi mà dân Israel họ vào trong xứ hứa, lời của Chúa đó là phải diệt sạch dân Canaan ở trong xứ đó.
Nhưng mà có một số chi phái họ không thể diệt sạch được và họ chưa lại những dân sót đó. Và Kinh Thánh nói rằng là khi mà dân Israel họ cường thành đó thì dân Canaan phục dịch. Nhưng mà khi mà dân Israel yếu thuộc linh, sợ xa rời khỏi Chúa và có một đời sống yếu đuối thì bắt đầu dân Canaan trèo lên đầu lên cổ họ và dân của Chúa phải bị phục dịch. Vậy thì chúng ta thấy rằng là tội lỗi chính là điều mà Đức Chúa Trời Ngài mong muốn cho dân của Ngài. Từ thời cựu ước cho đến tân ước chúng ta cần phải có một cái nhìn đúng đắn với nó. Dù rằng là nó nhỏ nhỏ xinh xinh, dù là nó rất là dễ thương, nhưng mà nếu chúng ta không có một thái độ để chúng ta tiêu diệt nó thì sau này nó có thể sẽ trở thành một mối hiểm họa trên đời sống của chúng ta. Ở trong sách Nhã Ca đoạn số 2 có nói rằng là hãy bắt cho tôi những con trồn, tức là những con trồn nhỏ phá hoại vườn nho. Nhã Ca đoạn số 2 câu số 15 chép rằng là hãy bắt cho chúng tôi những con trồn, những con trồn nhỏ phá hại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đường trổ bông. Lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng là có những cái vườn nho của dân Israel trổ bông và bắt đầu ra hoa ra trái. Nhưng mà cũng chính cái thời điểm đó, bởi vì mùi hương của những cái hoa trái vườn nho tỏa ra thì có những con trồn nhỏ nó xen vào trong vườn và nó ăn, nó phá hại những cái vườn nho đó. Dân ở Đắk Lắk hoặc là ở những vùng trồng cà phê, họ rất thích có những cái con trồn nó đi vào trong cái vườn cà phê của họ để mà ăn những cái trái cà phê. Và người Việt Nam của chúng ta nổi tiếng bởi vì chúng ta có cà phê trồn, cà phê cứt trồn. Bởi vì người trồng cà phê họ nói rằng là có những con trồn nó rất là khôn, nó chọn ăn những cái cây cà phê tốt nhất, những cái cây cà phê mà nó ra trái ngọt nhất đó. Và khi mà nó ăn những cái trái cây, những cái trái ở trên cái cây mà tốt nhất của cái vườn thì nó thải ra cái phân. Và cái phân đó nó lại bón cho cái cây và cái cây lại tốt và nó ra hoa. Dân Việt Nam và thế giới rất là thích uống cà phê cứt trồn. Nhưng mà Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là chúng ta cần phải loại những con trồn ra khỏi vườn nho. Tức là không có nho cứt trồn, nha quý mài cho em. Có cà phê cứt trồn thôi chứ không có nho cứt trồn. Tôi nói cái ví dụ này để cho chúng ta thấy rằng là những con trồn ở đây nó tượng trưng cho tội lỗi. Tội lỗi nó là một cái gì đó rất là khó, khó để mà chúng ta phát hiện được. Nhưng mà khi ở trong lời của Chúa và trong sự cầu nguyện, Chúa sẽ chỉ chúng ta biết được có những cái tội lỗi nó cần phải được loại ra khỏi đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta loại bỏ ra khỏi đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ được may mắn, được phước và thịnh vượng. Châm ngôn 28 câu 13 chép rằng là người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Ở trong bản dịch tiếng Anh thì dùng cái từ đó là prosper. Prosper được dịch ra rằng là đó là sự thịnh vượng, đó là sự tru phú. Vậy thì khi mà đời sống của chúng ta có một sự vâng lời để chúng ta loại bỏ tội lỗi đó khỏi đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ được may mắn, được thịnh vượng, được giàu có, quý mài chèm. Và Thi Thiên đoạn thứ 100, xin lỗi, ở trong Thi Thiên là thứ 106 câu 43, câu 43 chép rằng là nhiều lần Chúa giải cứu tổ phụ chúng ta, nhưng họ phiền lòng Ngài bởi ý muốn họ và họ hèn mọn vì tội ác của họ. Trong lịch sử dân Israel có những lúc họ rất là được phước, nhưng có những lúc mà họ rất là hèn mọn. Và Chúa nói rằng là cái sự hèn mọn của dân Israel là bởi vì cái tội ác của họ, chứ không phải rằng là Đức Chúa Trời Ngài thay đổi tấm lòng của Ngài đối với dân của Chúa. Có những khi hoàn cảnh của chúng ta xảy ra và chúng ta cảm thấy mình rất là hèn mọn, thậm chí hèn mọn hơn hàng xóm của chúng ta, hèn mọn hơn những người không có Chúa khác. Dĩ nhiên có những cái tai họa nó xảy ra mà chúng ta biết rằng là nó nằm ở trong chương trình của Chúa. Có những khi chúng ta sống trọn vẹn như Gióp nhưng mà tai họa nó vẫn xảy ra. Và lúc đó chúng ta cần phải biết rằng là Chúa Ngài đang tôi luyện và thử thách chúng ta, và chúng ta cần phải cảm ơn Chúa. Chúng ta cần phải chấp nhận nó như là một bài học, như là một bài kiểm tra để chúng ta được nâng cấp lên ở trong mức độ cao hơn. Nhưng có những khi thử thách hoàn nàn xảy ra là bởi vì cớ chúng ta không vâng lời Đức Chúa Trời. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ nói về cái chủ đề này. Và dĩ nhiên tôi chia sẻ điều này không phải để đinh tội chúng ta, không phải để kết án ai đó, nhưng mà để cho chúng ta tỉnh thức ở trong linh hồn của chúng ta. Chúng ta biết rằng là trong Kinh Thánh có rất là nhiều câu chuyện, nhiều cuộc đời đã gặp rất là nhiều tai họa vì cớ họ không vâng lời Đức Chúa Trời. Không phải chỉ là người không tin Chúa, không vâng lời Chúa họ mới bị tai họa đâu, nhưng mà ngay cả
con cái Chúa, thậm chí là tiên tri của Chúa không vâng lời Chúa vẫn gặp tai họa. Tôi đọc sách tiên tri Jonah rất là nhiều lần, và tôi đọc cái sách này tôi cảm thấy Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài rất là tuyệt diệu quý mài chị em. Tuyệt diệu ngay cả trong cái sự không vâng lời của Jonah. Tôi đọc sách Jonah và tôi buồn cười trong lòng của tôi, là bởi vì cái ông Jonah là ông tiên tri, là một người tiên tri của Chúa. Nhưng mà ông này lại không vâng lời Đức Chúa Trời. Chúa kêu ông qua Ninive để mà rao giảng lời của Chúa, để kêu dân thành đó ăn năn tội lỗi. Nhưng mà ông đã không muốn đi qua Ninive. Ông bắt tàu đi qua Tarsi. Tarsi tức là thành phố phía nam của Tây Ban Nha bây giờ đó quý vị. Ninive nằm ở bên Iran, nhưng mà Tarsi nằm ở bên Tây Ban Nha. Một xứ ở bên phía đông, một xứ ở bên phía tây. Và ông đã đi xuống tàu để đi qua Tarsi của Tây Ban Nha. Và khi ông đi giữa chừng như vậy thì người ta nói rằng là Chúa Ngài khiến cho một cái ngọn gió lớn nó thổi và cả cái chuyến tàu đó bị dao động và rung lắc. Những thủy thủ trên tàu đều là những người không biết Chúa. Và họ nhìn thấy cái cơn bão này rất là lạ, bởi vì theo dự báo thời tiết thì không có bão trong cái thời điểm đó. Nhưng mà lạ thay, cái cơn bão này nó xuất hiện ngay cái lúc mà trời quang mây tạnh. Và họ nhận biết rằng là trên tàu có một ai đó đã phạm tội gì đó rất là nặng, đến nỗi ông trời á, ông khiến cho cơn bão này nổi lên và cái tàu này phải gặp nguy hiểm. Và thế là họ la lên, nói bây giờ mình phải bắt thăm thôi, bây giờ xem có ai trên tàu này là cái kẻ gây ra cái cớ sự này. Và thế khi mà bắt thăm thì cái thăm nó trúng ngay Jonah. Người ta nói rằng là Jonah đang ngủ và người ta phải lôi đầu ông dậy. Người ta hỏi rằng là ngươi làm cái gì vậy? Ngươi làm cái gì khiến cho cái tàu này nó bị như vậy? Jonah mới khai ra, tại vì Chúa khiến cho tôi qua bên, Chúa sai tôi qua bên Ninive, nhưng mà tôi qua bên Tarsi cho nên bây giờ bão nó nổi lên. Bây giờ các ngươi mà muốn bão này hết á, quăng ta xuống biển là xong, bởi vì ta là người có tội. Quý vị thấy lạ không? Jonah không nhảy xuống biển nhưng bắt người ta phải quăng mình xuống. Và khi mà trước khi mà người ta quăng xuống đó quý vị, người ta cầu nguyện nha. Ở trong Jonah đoạn 1, Jonah đoạn 1 câu số 14, họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài, chúng tôi nài xin Ngài chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này, và chớ khiến máu vô tội đổ lại cho chúng tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều Ngài muốn. Đoàn họ bắt Jonah quăng xuống biển thì sự giận dữ của biển yên lặng. Quý vị thấy không, những con người này không biết Chúa. Khi bão nổi lên thì người kêu A-la ơi cứu tôi với, người thì Nam-ô Di Đà Phật, nhưng mà không có gì xảy ra hết. Nhưng mà đến khi mà họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, hỡi Đức Giê-hô-va, xin Chúa Ngài khiến cho cái cơn giận dữ này nó yên lặng đi, và xin đừng để chúng tôi là những kẻ quăng cái ông này xuống biển á, đừng có để cho máu nó đổ lại cho chúng tôi. Và người ta nói rằng là biển nó yên lặng. Và thế là những cái người đó bắt đầu kính sợ Chúa và bắt đầu thờ phượng Chúa. Ở trong câu 16, người ta nói rằng là vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va, họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện cùng Ngài. Tôi đọc cái chỗ này tôi thấy Chúa thật là mưu luận. Cái trong sự ngay cả trong cái sự không vâng lời của Jonah mà vẫn có những người họ biết Chúa, họ tin Chúa, họ thờ phượng Chúa. Jonah thì không hề biết trước cái điều này. Nhưng mà trong chương trình của Chúa, Chúa vẫn thương xót những người xung quanh Jonah, đúng không quý mài chị em? Điều này dạy cho tôi một điều. Đó là nhiều khi chúng ta đi ngược với ý muốn của Chúa. Chúng ta không đi theo hướng của Chúa. Nhưng mà xung quanh chúng ta vẫn có người tin Chúa, vẫn có người biết Chúa. Nhưng mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng là, ồ tôi đi đúng hướng. Tôi đi đúng hướng cho nên người ta mới tin Chúa, chứ tôi đi đúng hướng cho nên kết quả có nhiều người tin Chúa. Quý mài chị em, ở trước mà Chúa, Jonah cần phải qua bên Ninive, đúng không? Chúa không có dừng cơn bão để Jonah tiếp tục qua Tarsi. Nhưng mà khi mà Jonah bắt đầu quyết định tôi ăn năn và tôi trở lại Ninive thì sóng gió bão tố nó ngừng lại. Ở trong đoạn số 2 câu 1 chép rằng là Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jonah. Wow, khi mà chúng ta đi ngược lại với ý muốn và chương trình của Chúa đối với quý vị trên đời sống của mình thì luôn luôn có những sự sắm sửa của Chúa để đem chúng ta trở lại với ý muốn của Ngài. Theo các nhà khoa học và giải kinh thì họ
biết rằng cái con cá lớn này nó không phải là cái con cá mập hay là con cá heo bình thường. Nhưng mà cái con cá lớn này là cái con cá nhà tán, tức là cái con cá này nó to gấp 10 lần cái xe container mà chúng ta thấy ở ngoài đường. Nó to như vậy đó quý vị. Cái con cá nhà tán nó to lắm. Nó to như cái tàu ngầm của Mỹ ngày hôm nay đó. Chúng ta thấy cái tàu ngầm nó to giống như là một cái chung cư vậy đó. Mà khi mấy con cá lớn nó nuốt Jonah vào trong bụng là Jonah chết chắc. 99% là chết. Và trong cái chỗ mà không nhúc nhích, không cười quậy được, thì Jonah bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Tôi tin rằng là ở trong bụng cá thì Jonah không có cầu nguyện một cái bài cầu nguyện mỹ miều, cầu nguyện những lời mà bay bổng ha. Oh hallelujah, cảm ơn Chúa, thật là tuyệt vời. Hỡi Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, còn Ngài là đấng đã dựng nên trời và đất này, Ngài là đấng vĩ đại, Adonai là Elohim. Ồ, không có còn suy nghĩ được những cái lời màu nhiệm hay là mỹ miều đâu quý mà cho em. Ở trong bụng cá Jonah đã cầu nguyện với Chúa: tôi đã gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Quý mà cho em thấy không, ông không có cầu nguyện bình thường đâu, ông kêu la: Chúa ơi, Chúa ơi, chết con rồi Chúa ơi, con đã đi sai đường rồi, con đã phạm tội rồi, xin Chúa Ngài thương xót. Và ông đã ăn năn với Chúa. Và ông đọc ở trong câu 9 rằng là những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Và ông sẽ trả cái sự hứa nguyện của ông đối với Chúa. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va ngay lập tức. Kinh Thánh nói rằng là Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, nó mửa Jonah ra trên đất khô. Quý bà cho em thấy không? Có những khi chúng ta ở trong những nan đề bế tắc, không nhúc nhích được, không cười quậy nổi, thì Chúa lúc đó sẽ hành động. Khi chúng ta gặp hoạn nạn và bế tắc, hãy nhớ rằng cái sự cuối cùng của con người luôn luôn là sự bắt đầu của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có những cái nan đề mà đôi khi chúng ta muốn giải quyết nó, nhưng mà chúng ta không biết gốc rễ của nó từ đâu. Cái gốc rễ của cái việc mà Jonah trong bụng cá không phải là bởi vì Jonah gặp tai nạn hay là bão nó khiến cho Jonah phải xuống bụng cá, nhưng mà cái vấn đề của Jonah xuống bụng cá là bởi vì cớ Jonah không vâng lời Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có những hôn nhân đang ở trên cái bờ vực của ly dị, phá sản, không phải là bởi vì cớ bà vợ, không phải vì cớ bà chồng, người chồng, nhưng mà bởi vì cớ có những cái tội lỗi nào đó. Họ đã không vâng theo ý muốn của Chúa, họ đã không yêu thương nhau, không vâng phục lẫn nhau, cho nên là hôn nhân nó mới đến bờ vực đó. Ngày hôm nay chúng ta chỉ nhìn thấy những cái triệu chứng của tội lỗi mà chúng ta không nhìn thấy cái tội lỗi, cái mầm mống của tội lỗi ở trong chúng ta. Kinh Thánh có nói về bệnh phung là một cái bệnh rất là khủng khiếp ở trong Kinh Thánh thời Chúa Giê-xu. Và bệnh phung thời ngày xưa là một bệnh không thể nào trị được. Và khi một người bị phung, trong 3 năm đầu, người đó không hề biết mình bị phung. Trong 3 năm sau, người đó bắt đầu biết mình bị phung. Và trong 3 năm sau nữa, thì mọi người xung quanh sẽ biết mình là người bị phung. Tức là khi mà cái ngón tay hoặc là ngón chân của người bị phung bị thối rữa và bị rụng, bị rớt ra, thì không có nghĩa rằng là lúc đó người đó mới bị phung. Nhưng mà người đó bị phung từ 6 năm về trước rồi. Khi mà cái vi khuẩn bệnh phung, tức là cái vi khuẩn cùi đó quý vị, dùng cái từ là cùi đó. Khi mà cái con vi khuẩn nó vào trong cái người bệnh, thì phải mất 3 năm, cái con vi khuẩn đó nó bắt đầu nó phát tán ra và nó làm cho cơ thể của người ta bị có những cái gì. Trong 3 năm mà cái người bị phung đó, bắt đầu thấy da mình bắt đầu trắng bệch đó ha, rồi bắt đầu rụng lông, tóc, rồi có những cái sự thay đổi trong cơ thể. Thì 3 năm sau bắt đầu ngón tay, ngón chân bắt đầu nó rụng ra. Điều này chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay nhiều người chỉ nhìn thấy cái triệu chứng tội lỗi, những cái sự đau khổ, những cái sự rủa xả, những cái sự gãy đổ do tội lỗi gây ra. Nhưng mà người ta không biết rằng là trước khi mà điều đó nó xảy ra và mọi người nhìn thấy đó, thì nó đã có một cái tiến trình ăn dần, ăn mòn ở trong chính đời sống của những người đó. Cũng giống như Sâu Lơ vậy. Bởi vì cái Sâu Lơ lúc ban đầu đã không vâng lời Đức Chúa Trời và đã phạm tội với Chúa, nhưng ông không xử lý đó. Thì chính những cái tội lỗi mà ông đã dung dưỡng, nó khiến cho đời sống của Sâu Lơ bị rơi vào trong cái chỗ bị tiêu diệt và bị hư bại như vậy. Dĩ nhiên khi nghe những sứ điệp này thì chúng ta có thể cảm thấy không được khích lệ cho lắm. Nhưng quý mài cho em ơi, tôi cảm ơn Chúa và lòng thương xót của Chúa để chia sẻ điều này, để giúp cho quý vị có thể trị tận gốc của những cái nan đề mà chúng ta đang phải đối diện ngày hôm nay. Và nó giống như là ung thư vậy đó quý mài cho em. Nếu lúc ban đầu chúng ta xử lý nó thì nó sẽ chỉ là khối u bình thường thôi.
Nhưng mà nếu mà nó di căn qua những cái chỗ khác á, thì nó sẽ khó xử lý hơn. Và nếu mà chúng ta để cho nó càng lâu thì nó sẽ càng ăn hoại cả cái cơ thể của chúng ta. Cho nên tội lỗi là một điều mà cả Kinh Thánh, từ thời Cựu Ước cho đến Tân Ước, Chúa Ngài muốn chúng ta phải xử lý nó. Ngày hôm nay chúng ta nhìn vào trong nước Mỹ thì chúng ta sẽ học được bài học này. Đó là trước đây hơn 300 năm về trước, từ thế kỷ thứ 18, thì không có một quốc gia nào trên thế giới này có thể dám đe dọa hoặc là có thể ăn hiếp được đất nước Hoa Kỳ. Từ thế kỷ thứ 18 cho đến thế kỷ 21 bây giờ, tức là 3 thế kỷ rồi, hơn 300 năm rồi. Từ năm 1783, khi mà đất nước Hoa Kỳ được giải quyết xong nội chiến, thì không có một quốc gia nào dám đem quân hoặc là đem vũ khí để mà đe dọa Hoa Kỳ hết. Và bất cứ khi nào mà Hoa Kỳ lên tiếng thì cả thế giới đều phải tôn trọng tiếng nói của Hoa Kỳ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nhìn vào đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ không còn có vị thế là cường quốc nữa. Nhiều quốc gia bắt đầu lên tiếng và đe dọa lại Hoa Kỳ. Và cái vấn đề ở đây không phải là bởi vì chính trị hoặc là kinh tế hoặc là có một cái đường lối gì đó mà nó không có được đúng. Nhưng mà vấn đề ở đây đó là bởi vì cơ chính phủ Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ đã dung dưỡng cho những tội lỗi nó xảy ra ở trong chính gia đình, ở trong xã hội và xảy ra rất là nhiều nơi, quý mài xem. Khi mà các chuẩn mực của gia đình cơ đốc Hoa Kỳ bị phá vỡ, họ bắt đầu dạy con cái mình bất tuân cha mẹ. Một đứa nhỏ ở tại Hoa Kỳ có thể gọi 911 để mà bắt cha mẹ của mình khi mà cha mẹ của mình lớn tiếng hoặc là dùng roi để mà đánh mình. Thậm chí là đứa nhỏ có thể kiện cáo cha mẹ và mong sẽ được thoát ly sớm khỏi gia đình của mình thì mới gọi là một đứa trẻ độc lập tự do. Sự mục nát thuộc linh bắt đầu từ bên trong những gia đình khi mà các chuẩn mực truyền thống của nó dần bị loại bỏ. Họ bắt đầu loại Kinh Thánh và cầu nguyện ra khỏi trường học và cho rằng đó mới là công bằng về tôn giáo. Bỏ treo 10 điều răn Đức Chúa Trời và cho rằng đó là sự khôn sáng. Bắt đầu chính phủ Hoa Kỳ cho phép và ủng hộ đồng tính luyến ái và cho rằng đây mới là xứ sở tự do của Hoa Kỳ. Tự do để làm điều ác ở trong mắt Chúa. Thậm chí nhiều hội thánh Hoa Kỳ tổ chức đám cưới cho những cặp nam nam nữ nữ đồng tính luyến ái. Cái thứ mà Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 1 nói là ghê tởm ở trước mặt Chúa. Hoa Kỳ, một quốc gia được lập nên bởi những lãnh tụ tinh kính, tổng thống tinh kính, trước khi nhậm chức họ đã có lời thề trung thành với Kinh Thánh. Ngày hôm nay thì Hoa Kỳ đã chấp nhận cho thờ đủ thứ tà thần hết. Thần Ấn Độ, thần Trung Quốc, thần Ả Rập, thần Việt Nam. Đi đâu cũng nhìn thấy đền chùa Mía Màu ở tại Hoa Kỳ. Và những cái kẻ thù này, những kẻ thù trong thuộc linh này, nó là những con dòi đang đục khoét ruột gan nước Mỹ từ bên trong. Và nếu chúng ta không có cái biện pháp để chữa trị thì chắc chắn rằng là đất nước này sẽ thối rữa và chết. Một cái chết từ từ nhưng mà rất chắc chắn. Chúng ta hãy cầu thay cho Hoa Kỳ. Bởi vì trước đây một đất nước rất là tin kính Chúa, bây giờ đã dung túng cho tội lỗi. Việt Nam của chúng ta thì khỏi nói rồi. Nhưng mà chúng ta thấy một quốc gia tin kính Chúa, tất cả một con cái Chúa trên khắp thế giới đều nhìn vào trong tấm gương tin kính của Hoa Kỳ để mà noi theo. Vậy mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy điều này nó dần bị phai nhạt đi. Quý mài trẻ ơi, là con cái Chúa, chúng ta đừng có cái nhìn dung túng, dung dưỡng cho tội lỗi. Tôi nói điều này cũng ngay cho bản thân tôi. Dĩ nhiên không ai chúng ta là hoàn hảo cả, đúng không quý mài trẻ em? Không ai chúng ta là thánh 100% hết, chúng ta vẫn còn có xác thịt này. Và cái xác thịt này nó vẫn có những ham muốn ngược lại với thánh linh của Chúa. Nhưng chúng ta là người thuộc linh, chúng ta có quyền tự do để chọn sống theo thánh linh hay là sống theo xác thịt. Chúng ta có quyền chọn để chúng ta sống ở dưới luật thánh linh sự sống hay là chúng ta chọn ở dưới luật của sự tội và sự chết. Quyền tự do là thuộc về chúng ta. Amen không anh chị em? Và chúng ta không còn ở dưới cái quyền tôi ngồi của tội lỗi nữa. Chúng ta có quyền tự do hoàn toàn. Và khi chúng ta chọn sống vâng phục Chúa thì tất cả mọi phước hạnh của thiên đàng đều thuộc về chúng ta. Có một câu chuyện xảy ra thật sự ở trong hội thánh của tuần Rê Ma của chúng ta. Đó là cách đây hơn 10 năm về trước, khi thánh linh của Chúa hành động ở trên một cái tỉnh ở phía nam của miền Nam Việt Nam chúng ta, một cái tỉnh ở cực nam của Tổ quốc, và hàng trăm người tin Chúa. Chúng tôi ước tính là khoảng chừng tầm hơn 400 người đã tin Chúa trong cái thời điểm phục hưng như vậy. Và các mục sư trong hội thánh phải di chuyển rất là nhiều và rất là vất vả để có thể chăm sóc dạy dỗ lời Chúa cho hàng trăm người tin Chúa.
Và Chúa cũng đã cứu luôn cả một gia đình rất là yêu mến Chúa sốt sắng. Và gia đình này có một cái khách sạn rất là to, rất là đẹp. Và khi mà người chủ tin Chúa thì đã tiếp đón hội thánh của Chúa, các mục sư đến để nhóm lại ngay trong chính nhà của mình, cũng là khách sạn để kinh doanh. Một thời gian thì hội thánh của Chúa bắt đầu phát triển lên. Hàng chục, hàng trăm người đã đến tin Chúa và thờ phượng Chúa tại cái điểm nhóm đó. Nhưng mà chúng tôi thì nhìn vào và chúng tôi cầu nguyện với Chúa. Chúa nói rằng là cái người chủ nhà này cần phải từ bỏ cái công việc kinh doanh, tức là không có kinh doanh khách sạn nữa. Thì lúc đó Chúa sẽ ban phước cho hội thánh của Chúa được vững vàng và được phát triển nhiều hơn nữa. Và thế là chúng tôi nói lại với người chủ nhà. Nhưng mà người chủ nhà thì cũng nghe, tiếp nhận, cũng cố gắng để khắc phục. Nhưng mà chưa triệt để. Có những khi chúng tôi, các mục sư đến để mà chia sẻ lời Chúa rồi chúng tôi ngủ lại qua đêm ở tại đó. Có đêm nọ tôi nhớ tôi đang nằm tôi ngủ. Tôi nghe cái tiếng thỏ thẻ tâm tình của cặp đôi nào đó bên phòng bên cạnh. Tôi ngủ không được quý mà chị em. Tôi nói Chúa ơi, mới hồi sáng thờ phượng Chúa hallelujah rất là phước hạnh. Bây giờ mình ngủ kế bên cái địa ngục. Và tôi cảm nhận có sự bất an. Và thấy rằng cái chỗ này thật sự cần phải được thay đổi. Nhưng mà tiếc thay, chủ nhà đã không có sự cộng tác với Chúa. Và bây giờ thì điểm nhóm nó không còn có thể tiếp tục và duy trì được nữa. Và tôi nhìn sâu vào trong gia đình của chủ nhà, tôi thấy có nhiều điều đau lòng xảy ra. Hôn nhân, tình cảm của các con, cái không được phước. Thậm chí có đứa bị gãy đổ trong gia đình, trong hôn nhân của nó. Bởi vì có những cái tội lỗi mà chủ nhà đã không giải quyết triệt để. Tôi nói điều này không phải là có một cái nhìn cực đoan đối với lại công việc kinh doanh, khách sạn hoặc là nhà nghỉ của những con cái Chúa. Chúng ta cần phải khôn ngoan phân biệt điều này. Nếu giả sử tôi sống ở tại một khu vực du lịch có nhiều khách vãng lai và du lịch đến, như ở Vũng Tàu hoặc là ở Bình Thuận hay là những cái chỗ vùng biển có nhiều khách du lịch đến, tôi có quyền tôi kinh doanh khách sạn. Bởi vì sao vậy? Cái mục đích của tôi đó là để phục vụ cho những người họ đến du lịch, chứ tôi không có phục vụ cho những cái cặp đôi ở trong cái khu vực địa phương họ đến họ phạm tội ở trong đó. Và ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa được phước bởi vì có họ kinh doanh resort, khách sạn, nhà nghỉ ở tại những cái khu vực có đông khách du lịch. Còn cái chỗ mà tôi nói khi nãy đó, quý mài cho em, cái khách sạn đó nó nằm ở trong một cái con đường rất là vắng, ít người đi lại. Nó không phải là nơi thu hút khách du lịch, nhưng mà cái khách sạn đó phục vụ chủ yếu là dành cho những người nam nữ bậc chính. Tôi mong rằng là con cái Chúa chúng ta nên có cái nhìn quân bình đối với những công việc chúng ta làm. Bất cứ cái việc gì mà Chúa Ngài thấy chúng ta không được đúng đắn, chúng ta hãy quyết định chọn đứng cùng với lời của Chúa. Có người nói rằng là mục sư ơi, tôi bỏ công việc đó rồi tôi sẽ làm cái việc gì? Tôi nói dễ thôi. Bây giờ mình bỏ cái việc này, Chúa sẽ cho mình cái việc khác tốt hơn, Chúa ban phước cho mình nhiều hơn, đúng không ạ? Dễ lắm đối với Chúa, khi chúng ta chọn vâng lời Chúa, chúng ta đứng cùng phía với Chúa, không có việc gì quá khó với Đức Chúa Trời của chúng ta cả. Còn hơn là chúng ta có nhiều tiền, nhiều của nhưng mà sự bối rối nó cập theo chúng ta. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta chọn đứng cùng phía với Chúa. Amen. Dạ, tôi biết rằng lời của Chúa là thanh gươm hai lưỡi, nó sẽ thấu vào hồn linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng của chúng ta. Có thể đau lắm, nhưng mà nếu chúng ta mổ đúng, chúng ta sẽ tránh khỏi những nguy hiểm sau này. Amen. Và tôi cam đoan quý vị rằng là tôi mổ, tôi sẽ biết cách tôi khâu lại. Chứ tôi không có mổ ra xong rồi banh chằn hoác ra như thế này là quý vị sẽ chết. Lời của Chúa, khi chúng ta vâng theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ được phước, được phước rất là nhiều quý mài cho em. Bản thân tôi cũng đã được lời Chúa thử luyện và tôi thấy rằng là không phải là mình trọn vẹn hoàn hảo mà Chúa ban ơn, Chúa sức giàu cho mình. Nhưng tôi kinh nghiệm nhiều lần, tôi vâng lời Chúa, tôi chọn ở lại với Chúa, tôi say no với tội lỗi, tôi không đi theo những cái sự quyến rũ cám dỗ của thế gian này, thì Chúa bắt đầu Chúa ban ơn, Chúa sức giàu cho. Quý mài cho em thấy không? Không phải là mình hoàn hảo đâu. Tôi nhận biết rằng tôi và cũng như những người hầu vị Chúa khác, chúng tôi vẫn có những yếu đuối riêng của mình, vẫn có những cái bất toàn của mình. Chúng tôi không phải là thần thánh, chúng tôi biết hết tất cả mọi thứ trên đời này. Chúng tôi vẫn có những cái yếu đuối riêng của chúng tôi.
Nhưng chúng tôi được Chúa sức dầu là bởi vì cớ chúng tôi chọn vâng lời Chúa. David không phải là một vị vua hoàn hảo để rồi Đức Chúa Trời ngài khiến cho vương quốc ông được vững lập. Nhưng mà David là một người có tấm lòng đi theo Đức Chúa Trời. David đã luôn luôn chọn vâng lời Chúa, chọn ăn năn, chọn đầu phục Chúa. Và cho dẫu rằng cuộc đời của ông có nhiều lỗi lầm lắm, nhưng mà Chúa vẫn thương xót và Chúa vẫn phục hồi ông. Quý mài cha em ơi, sứ điệp buổi sáng nay để đem chúng ta trở lại với Chúa. Có thể cái con vi khuẩn bệnh phung nó đã xâm nhập vào trong chúng ta, nhưng quý mài cha em ơi, hãy để cho lời của Chúa trở thành một vũ khí để đánh đuổi cái con vi khuẩn đó ra khỏi chúng ta, để chúng ta được phước từ hôm nay. Quý mài cha em, Đức Chúa Trời ngài yêu tội nhân nhưng mà ngài ghét tội lỗi. Chúa không ghét chúng ta đâu quý mài cha em, Chúa thương chúng ta lắm. Nhưng mà Chúa ngài dùng lời của Chúa để loại bỏ những cái gì nó là mỏng móng khiến cho cuộc đời tương lai của chúng ta, gia đình tương lai của chúng ta, cái sự kêu gọi tương lai của chúng ta nó bị ảnh hưởng đi bởi những cái tội lỗi đó. Cảm ơn Chúa, trong những ngày vừa qua Chúa cho tôi có thể xử lý những cái nan đề ở trong con cái Chúa. Nhưng mà tôi được Chúa dạy một điều rằng là con đừng chỉ cầu nguyện cho họ để giải quyết cái triệu chứng của tội lỗi, nhưng con cần phải khôn ngoan để chỉ cho họ biết được cái nguyên nhân nào là cái điều khiến cho cuộc đời của họ, gia đình của họ, hôn nhân của họ, tài chánh của họ bị ảnh hưởng như vậy. Và bắt đầu tôi đem cái tấm lòng của họ trở lại với Chúa, chứ tôi không cái đem nan đề của họ đến với Chúa. Và khi con người của chúng ta được phục hồi cách đúng đắn từ bên trong đó quý mài cha em, chúng ta sẽ được phước rất là nhiều. Trong ngôn đoạn 4:23 chép rằng là khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, bởi vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tấm lòng này mới là cái vấn đề đây nè quý mài cha em. Tấm lòng của chúng ta mới là cái vấn đề cần phải sửa chữa lại, chứ không phải chỉ là bên ngoài mà thôi. Khi tấm lòng này được sửa chữa lại trước mặt Chúa thì chúng ta sẽ thấy được sự sống của Chúa tuôn tràn ra rất là dồi dào và dư dật ở trong đời sống của chúng ta. Trong ngôn này 4 câu số 9, trong ngôn này 14 câu số 9 chép rằng là kẻ ngu dại coi thường tội lỗi, người nghe thẳng được ơn, người nghe thẳng được Chúa ban ơn. Bản dịch năm 2010. Rồi trong Thi Thiên đoạn thứ 107 câu 17 chép như thế này: kẻ ngu dại bị khốn khổ vì lối sống tội lỗi và bị đau đớn vì sự gian ác của mình. Lời của Chúa nói rằng là chúng ta có những cái hậu quả mà mình thấy rằng nếu chúng ta không xử lý tội lỗi, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều đau khổ, nhiều nước mắt lắm quý mài cha. Nhưng khi tội lỗi được xử lý thì được phước của Chúa. Tôi sẽ làm chứng ở trong hội thánh này. Có một cặp vợ chồng rất là được phước hiện tại. Trước đây thì người vợ tin Chúa, nhưng mà người chồng chưa tin Chúa. Và người vợ này rất là khổ bởi vì có ông chồng mê đá gà. Đá một lần không phải là vài ba trăm ngàn đâu quý mài cha em. Đá một lần là 5 triệu, hoặc là khi máu hơn nữa là 50 triệu. Wow, tôi thấy con gà nó đôi khi nó kiếm tiền còn dễ hơn mục sư nữa quý mài cha em. Mục sư đứng giảng khản cổ cả ngày luôn á mà chưa được triệu nào hết. Mà con gà nó chỉ nhảy tới nhảy lui thôi, nó đá tới đá lui thôi là có mấy chục triệu vô túi của cái người đó. Dạ. Yeah. Nuôi gà có lợi. Anh này nói cứ mỗi lần thấy con gà là bắt đầu máu nổi lên. Mình á, người không có mê đá gà đâu quý vị. Nhìn con gà là thèm cà ri gà đúng không? Còn cái người mê đá gà đó, nhìn con gà nào là cũng thấy là tiền, thấy tiền và cá độ thôi. Và khi mà người anh em này đến hội thánh của Chúa, nghe lời của Chúa, bước lên và nhờ tôi cầu nguyện. Lúc đầu là cầu nguyện cho bệnh tật thôi. Nhưng mà đang cầu nguyện thì Chúa bày tỏ với tôi rằng anh này anh mê đá gà, có cái linh tham lam ở trong ảnh. Và khi tôi cầu nguyện đuổi ra khỏi anh này, thì anh này anh về và thay đổi. Nói lại với vợ của mình rằng là: em ơi, từ cái lúc mà mục sư cầu nguyện cho anh đó, anh không còn nghĩ đến con gà nào hết em ơi. Không có hình ảnh đá gà trong đầu của em nữa. Mới hôm thứ hai vừa rồi tôi gặp, xin lỗi, chủ nhật vừa rồi tôi gặp người vợ nói lại với tôi. Tôi nghe và tôi rất là được khích lệ quý mài cha em. Đôi khi á, là nó có những cái gốc rễ nằm ở trong cái tật xấu đó. Mà chúng ta nếu không biết được cái dạng tà linh đỏ đen, linh tham lam nó hành động ở trên cái người chồng đó, chúng ta chỉ cầu nguyện xin Chúa thay đổi người chồng đó, thì nó vẫn chưa hiệu quả. Nhưng mà khi chúng ta nhận biết rằng là cái người này có cái vấn đề và cần phải được ăn năn, cần phải được giải cứu, thì người chồng này sẽ được thay đổi lối sống của mình. Và bây giờ thì người vợ không còn phải lo về nợ nần nữa quý mai chứ em.
Cái lúc trước cái tháng nào cũng đưa tiền cho chồng của mình, khi thì 10 triệu, khi thì 20 triệu, khi thì 50 triệu. Đó, cứ làm bao nhiêu tiền là nó ra hết cho gà đá hết. Cảm ơn Chúa rằng từ khi cô chú bước vào trong đời sống của người chồng thì người chồng không còn mê đá gà nữa. Tôi chia sẻ điều này để cho quý vị thấy rằng là tội lỗi nó chính là cái điều ngăn trở cho dân của Chúa ngày hôm nay được phước. Và khi chúng ta xử lý được tội lỗi đó, chúng ta đuổi ra khỏi những cái tà linh nó cầm buộc người ta qua những cái tội lỗi đó, thì bắt đầu phước hạnh của Chúa tràn vào. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài giúp cho mỗi người chúng ta có một cái nhìn đúng đắn với lời của Chúa. Ngày hôm nay tôi nhìn thấy có những người họ kính sợ Chúa, họ được phước. Nhưng mà đồng thời, trong những ngày sốt này, có những người họ coi thường lời Chúa và họ đánh giá thấp tội lỗi của họ. Có những người họ hỏi tôi, mục sư, em phạm tội như thế này, em có vào được thiên đàng không? Và nếu em không ăn năn thì em có được vào thiên đàng không? Tôi nói rằng là em hỏi như vậy không đúng. Em phải hỏi rằng là em có nên tránh xa khỏi tội lỗi hay không? Bởi vì nếu mà chúng ta cứ mê đắm tội lỗi và chúng ta xem có rằng là mình đến gần nó chừng nào mà mình không bị tiêu diệt bởi nó đó, thì lúc đó chúng ta đang dẫn mặt với tội lỗi và nguy hiểm chúng ta lắm. Chúng ta cần phải chạy xa khỏi tội lỗi, nhưng mà cho em người kính sợ Chúa phải tránh xa khỏi tội lỗi, đúng không ạ? Người kính sợ Chúa sẽ luôn luôn chán ghét tội lỗi và luôn tìm cách để vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Thì Chúa ngài sẽ chọn những con người đó để phục vụ ngài và làm sáng danh Chúa. Có một cái câu chuyện kể rằng một gia đình quý tộc nọ tuyển lựa những tài xế giỏi nhất cho gia đình của mình. Thì có hai người tài xế đến để mà đăng tuyển. Thì cái người tài xế thứ nhất lái xe ô tô và biểu diễn ở trước mặt cái người chủ nhà. Và người chủ nhà cho cả hai anh này có một cái thách thức, đó là chạy xe ngay cái bờ vực của cái vách núi để xem có hai này lái xe như thế nào. Nếu trong cái trường hợp nguy hiểm đó thì hai tài xế này ai sẽ là cái người lái xe an toàn nhất. Cái anh tài xế đầu tiên, anh chạy biểu diễn sát ngay cái mép của cái bờ vực đó, cách khoảng chừng có một gang tay thôi. Anh này quay rồi đứng ngay trước mặt chủ nhà, tự hào bước xuống xe. Anh thứ hai cũng leo lên xe đó và chạy một vòng ra cái bờ vực đó. Nhưng cái người này chạy xa hơn anh kia cả mấy mét. Thắng là cái két ngay trước mặt chủ nhà. Và cái người chủ nhà nói là tôi chọn anh. Cái người tài xế nói, ủa tại sao ông chủ chưa gì hết chọn tôi rồi? Anh kia anh lái mà gần ngay bờ vực luôn mà anh không rớt xuống. Anh lái hay hơn tôi chứ, tôi tay lái tôi yếu cho nên là tôi lái xa ra cái bờ vực đó. Cái người chủ nhà nói rằng là tôi không có chọn cái người tài xế mà dám liều mạng để chở gia đình của tôi sát cái mép bờ vực đó. Tại có thể lần này anh may mắn nhưng mà lần sau rớt xuống làm sao. Nhưng mà tôi chọn anh bởi vì anh là người khôn ngoan, anh là người lái xe an toàn nhất. Mà tôi có thể ngồi lên, gia đình của tôi có thể ngồi lên đó mà không phải lo rằng là anh có chạy sát cái bờ vực đó hay không. Thưa quý mài cho em, cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng là một người được Chúa ngài hài lòng là người đó có một thái độ đúng đắn đối với tội lỗi. Không giỡn mặt với tội lỗi, không có đánh giá thấp nó, cũng như là không có dung dưỡng cho nó. Nhưng chúng ta hãy thương xót những người mắc lỗi. Hãy cầu nguyện cho họ. Hãy cầu nguyện cho họ. Hãy cầu nguyện cho nhau. Amen không quý mài cho em. Tiên tri Eli sau khi mà nhìn thấy lửa từ trời giáng xuống ở trên của lễ thiêu mà mình đã dâng cho Đức Chúa Trời ở trên đỉnh núi Cạc-mên, thì ông đã truyền lệnh rằng là hãy bắt các tiên tri của Ba-an và chớ cho thoát một người nào. Chúng bèn bắt họ, Eli đem họ xuống dưới khe Kishon và giết họ tại đó. Các vua thứ nhất đoạn 18:40. Tại sao mà khi mà Đức Chúa Trời ngài trả lời cầu nguyện của Eli thì Eli lại giết 450 tiên tri của Ba-an và A-ta-tê như vậy? Tại sao ông không để cho những cái tiên tri đó sống quý mài cho em? Bởi vì những tiên tri đó chính là những cái mầm mống tội lỗi khiến cho dân Israel sau này có thể trở lại thờ lại tà thân. Và cái điều này dạy chúng ta một bài học, đó là chúng ta cần phải tiêu diệt hết tất cả những cái mầm mống nó có thể nó đem tấm lòng của chúng ta rời xa khỏi Chúa quý mài cho em. Và tôi tin rằng là chỉ có những người đã vượt qua
cái thử thách, thử luyện này thành công, những người đó sẽ là những người nhân chứng sống động cho quyền năng của Đức Chúa Trời rất là lớn. Nếu quý vị đã thắng được trận chiến này, quý vị thoát được khỏi cái sự cám dỗ của nó, quý vị chiến thắng được nó, quý vị sẽ trở thành những con người có một tiếng nói rất là uy quyền cho những người đi sau mình. Tôi biết rằng có những Joseph ở trong hội thánh của Chúa đang được phước, được Chúa sức dầu. Nhưng mà cũng có những David không chiến thắng nổi. Nhưng mà quý vị ơi, khi chúng ta ăn năn với Chúa, Chúa vẫn ban ơn, Chúa sức dầu chúng ta. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời có Joseph và cũng có David nữa quý mài cha. Nhưng quan trọng là ngay bây giờ, cái nhìn của chúng ta đối với nó như thế nào? Có những người họ đối diện với thử thách, họ vượt qua được. Nhưng có những người họ đối diện và họ không thể vượt qua được. Nhưng điều đó có nghĩa là kết thúc, chấm dứt rồi. Nhưng mà thời kỳ ân điển vẫn còn. Cho đến ngày mà Chúa Jesus Christ trở lại, chúng ta đang sống ở trong thời kỳ ân điển. Amen không quý mài cha em? Chúa vẫn kêu gọi hội thánh của Chúa, hãy ăn năn, hãy ăn năn, hãy ăn năn. Trong mấy tháng qua thì tôi đi Buôn Ma Thuột và tôi giúp đỡ cho con cái Chúa trên đó. Và tôi nghe một điều rất là đau lòng quý mài cha em. Đó là các nhà thờ si mê truyền thống ở trên miền cao ngày hôm nay, họ đã không cho phép dân của Chúa ăn năn xưng nhận tội lỗi của mình nữa. Và bất cứ một người nào hướng dẫn cho con cái Chúa ăn năn xưng tội ngay trong nhà thờ, người đó sẽ bị kể là tà giáo. Tôi không biết điều này đúng hay sai, hoặc là nó diễn biến chi tiết như thế nào. Nhưng mà nhiều con cái Chúa họ nói với tôi, mục sư ơi, ngày hôm nay khi mà mục sư hướng dẫn cho ai đó ăn năn tội lỗi đó, là nhà thờ truyền thống sẽ nói rằng mục sư là tà giáo. Tôi nói, ôi Chúa ơi, sao kỳ vậy? Ngày hôm nay phạm tội thì cứ để đó. Bây giờ người ta biết tội lỗi, người ta muốn ăn năn xưng tội, nhờ mục sư cầu nguyện cho cũng không được luôn. Và có một mục sư ở Rông Cúc đã bị kết án là tà giáo bởi vì cớ hướng dẫn cho cả nhà của mình cùng nhau quỳ gối ăn năn xưng nhận tội lỗi ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bởi vì nhà của ông là điểm nhóm. Và con cháu của ông cả hơn mấy chục người, gần cả trăm người như vậy đó, quỳ gối xưng nhận tội lỗi của mình, bởi vì trước đây mình đã sống yếu đuối, mình đã sống gian dối, mình đã sống bê tha, mình đã không yêu mến Chúa hết lòng. Khi cả nhà quỳ gối cầu nguyện như vậy thì giáo hội ở trên nói rằng là ông mục sư là tà giáo, không chấp nhận trong hội thánh của chúng tôi những cái người ăn năn xưng tội như vậy. Tại vì mình tin Chúa, Chúa tha thứ cho mình hết rồi, mình bây giờ cần gì phải ăn năn tội lỗi nữa. Tôi nói, Chúa ơi, cái thời kỳ đúng là thời kỳ cuối cùng rồi. Làm sao mà một giáo hội mà truyền thống lớn như vậy đó mà bây giờ họ loại bỏ cái sự ăn năn ra khỏi hội thánh của họ? Chẳng lẽ bây giờ họ đi theo tín lý ân điển mới sao? Tôi không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra ở trên các tỉnh miền cao. Nhưng tôi biết một điều rằng, những ai sống đúng theo lời của Chúa, chọn đứng với lời của Chúa, người đó sẽ được phước của Chúa. Cho dù rằng số đông bây giờ họ bỏ lời của Chúa, họ sửa lời của Chúa, họ chống nghịch lại với lời của Chúa chăng nữa. Nhưng nếu chúng ta chọn ở lại với lời của Chúa, đó quý mài cho em, chúng ta sẽ là những số ít được phước của Chúa. Chúa Giêsu đã nói rằng là khi mà con người trở lại, há sẽ thấy đức tin ở trên mặt đất sao? Trong cái ngày mà gần cuối cùng mà trước khi Chúa Giêsu trở lại đó, những cái ngày đó là những ngày u ám tối tăm, đức tin không còn nơi Chúa một cách mặn nồng và nóng cháy như trước đây nữa. Nhiều người sẽ rời bỏ khỏi lời của Chúa. Và cái thời điểm bây giờ đó quý mài cho em, rất là nhiều người như vậy. Tôi không mong muốn cái chuyện này xảy ra, nhưng mà tôi chia sẻ để cho quý vị tỉnh thức và biết được cái thời điểm chúng ta đang sống là thời điểm nào. Và mỗi ngày tôi đều tra xét lòng của mình. Chúa ơi, có cái con vi khuẩn phun cùi nào nó vào trong tâm linh của con hay không? Nó ăn dần ăn mòn, làm cho đời sống gia đình, sức khỏe, rồi chức vụ của con và tương lai của con đang bị mục nát không? Xin Chúa ngài cho con biết và tẩy sạch nó ra khỏi lòng của con. Và Chúa ngài sẽ đoán xem những ai có tấm lòng khiêm nhường hạ mình như vậy. Trong những ngày này Chúa dạy cho tôi rất là nhiều về cái sự khiêm nhường hạ mình. Khi mà tôi đọc về câu chuyện của người Pharisee và người thu thuế ở trong đền thờ, cái người Pharisee đứng gần ngay đền thờ, cảm ơn Chúa, con là người trọn vẹn hoàn hảo, con kiêng ăn một tuần 2 lần, rồi con dâng hiến cho Chúa đầy đủ 10 hết, không có cái gì thiếu trong luật pháp hết. Con là người trọn vẹn, con không có giống như cái thằng thu thuế đằng kia, cái thằng đó là thằng ăn gian nói dối, tham nhũng hối lộ đầy đâu. Cảm ơn Chúa, con phải giống như cái người đó. Người này tự hào với Chúa về cái thành tích thuộc linh của mình. Nhưng cái người thu thuế thì đứng xa xa, cái thằng đó là đứng xa xa, không dám ngước đầu lên nữa quý vị.
và nói rằng là lạy Chúa xin thương xót con vì con là người có tội. Và Chúa Giêsu nói rằng là cái người này về nhà và được Chúa nhậm lời. Ô, tôi thấy ngạc nhiên quá, cảm ơn Chúa. Cái người mà đáng lẽ ra thiên đàng phải quan tâm, phải theo dõi, phải chú ý với mình á, thì không được Chúa Ngài chú ý. Nhưng mà cái người mà nghĩ rằng là mình không được chú ý á, thì lại được Chúa Ngài chú ý. Cái người cho rằng là mình không có tội đó, thì cái người đó lại có tội. Nhưng bây giờ cái người nói rằng là mình có tội nhiều, thì cái người đó lại được Chúa chú ý và được Chúa thương xót. Quý mà cho em muốn mình được Chúa chú ý không? Muốn không? Dạ, cảm ơn Chúa, tôi cũng muốn nữa. Và tôi học được cái bài học rằng là không phải là bởi vì mình múa, mình nhảy ở trong hội thánh hoặc là mình cầu nguyện lớn tiếng thì Chúa Ngài mới nghe, rồi Chúa Ngài mới chú ý. Nhưng mà Chúa chú ý từ trong tấm lòng của mình, là quý mà chèm. À, tấm lòng của mình mà đẹp lòng Chúa đó, hạ mình đó, khiêm nhu chứ mà Chúa đó, thì Chúa chú ý đến người đó. Cũng có khi những người hướng dẫn thờ phượng Chúa, họ nhảy múa hết lòng, họ ca ngợi Chúa giống như David. Ở trước hầm dưới của Chúa, David ông nhảy múa đến nỗi mà cái quần của ông nó muốn xúc ra luôn. Vợ của ông trên lầu nhìn xuống qua cửa sổ thấy David là một người không ra gì hết. Bà đã phê bình David. Nhưng mà David đã nói trước mặt vợ của mình là Mikan, nói rằng là ta sẽ còn hạ mình nhiều hơn nữa. Quý mài cho em thấy không ạ? Cái sự nhảy múa ca hát của David nó không phải là cái sự phô trương, nhưng mà đó là một cái bằng chứng sống động của một tấm lòng biết khiêm nhường hạ mình ở trước mặt Chúa. Người hạ mình mà nhảy múa không có quan tâm đến quần áo, cái bên ngoài của mình nữa, mà chỉ biết nhảy múa để làm hài lòng Đức Chúa Trời mà thôi. Chúa vẫn đoái xem David. Còn cái bà vợ thì không quan tâm, thì lại không được Chúa quan tâm. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có một đời sống thờ phượng Chúa đẹp lòng Ngài giống như David vậy đó quý vị. Cái sự hạ mình nó nằm ở trong đây chứ không phải là bên ngoài quý mài xem. Nếu mà chúng ta có nhảy múa, ca hát, chúng ta hết lòng thờ phượng Chúa, chúng ta hát tiếng mới, chúng ta nói tiếng lạ, trong khi chúng ta thờ phượng Chúa bằng cả tấm lòng khiêm nhường của chúng ta, thì Chúa Ngài vẫn ban phước chúng ta. Dù ai đó nói rằng là chúng ta hát phô trương, chúng ta biểu diễn, rồi chúng ta dùng kỹ thuật để mà chúng ta phô bày ra như vậy. Người ta nói như thế nào không quan trọng, bằng việc Chúa Ngài nói về chúng ta. Amen. Nếu quý vị được Chúa Ngài sức dầu cho quý vị trong sự thờ phượng Chúa, hãy hết lòng thờ phượng Chúa. Hãy cứ hạ mình xuống để chúng ta tôn cao Đức Chúa Trời bằng môi miệng của chúng ta, bằng thân thể của chúng ta đó quý mài chứ. Người ta nói cái chuyện gì kệ người ta, nhưng quan trọng là mình biết lòng của mình với Chúa như thế nào. Và hãy luôn cầu nguyện, Chúa ơi xin hãy giấu con ở trong thập tự giá của Chúa Giêsu Christ, để dù con làm gì chăng nữa con cũng làm vì cớ Chúa. Và người ta khen là khen Chúa chứ không phải là khen con. Và khi chúng ta sống ở trong sự khiêm nhường như vậy, Chúa sẽ ban ơn và Chúa sức dầu chúng ta nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta được Chúa Ngài tha tội chúng ta, nếu chúng ta biết trong đời sống của mình có những cái con trồn nhỏ nó phá hoại vườn nho, thì điều đầu tiên chúng ta cần làm đó là chúng ta nên hạ mình xuống để ăn năn xưng nhận tội lỗi của chúng ta trước mặt Chúa. Ở trong Giăng Nhất đoạn 1 câu 9 chép rằng là còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta được sạch mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa nó rõ ràng với chúng ta là khi chúng ta xưng tội thì Chúa Ngài sẽ tha tội cho chúng ta. Điều thứ hai đó là chúng ta hãy sống và bước đi theo Thánh Linh của Chúa mỗi ngày. Galatia đoạn 5 câu số 16 cho đến 17 chép rằng là hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm tròn những điều ưa muốn của xác thịt, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Galatia đoạn 5 câu 25 chép rằng là nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Vậy thì cái điều mà chúng ta có thể làm ở trước mặt Chúa để chúng ta làm vui lòng Ngài, đó là chúng ta hãy chọn sống theo Thánh Linh của Chúa. Hãy đầy dẫy Thánh Linh của Chúa mỗi ngày quý mà chứ. Điều này ai làm? Chính chúng ta phải làm. Có người cầu nguyện, Chúa ơi xin đầy dẫy Thánh Linh của Ngài trên con, Chúa ơi xin hãy đổ đầy Ngài trên con. Nhưng mà lòng của chúng ta, Chúa Ngài biết, mình vẫn chưa thật sự là hết lòng để bước đi theo Thánh Linh của Ngài. Cho nên Thánh Linh của Chúa vẫn chưa đến. Có thể con người bị chúng ta lừa gạt bằng lời nói, nhưng mà Đức Chúa Trời không bị lừa gạt đâu quý mà chứ em. Ngài biết được tấm lòng của chúng ta đang như thế nào với Chúa. Và khi ai đó chọn vâng theo Thánh Linh và sống theo Thánh Linh của Chúa, bước đi theo Ngài, thì Thánh Linh của Chúa sẽ đến đầy dẫy trên người đó. Vậy thì khi chúng ta có một sự lựa chọn để chúng ta vâng lời Chúa, theo lời của Ngài, để chúng ta sống theo Ngài, thì những cái điều thuộc về thế gian và tội lỗi này nó chỉ là hư ảo mà thôi quý mà chứ em.
nó chớp tắt, nó cứ hấp dẫn, nó mời chào chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn có thể từ chối được nó. Nhưng bất cứ khi nào, đây là lời quan trọng mà tôi muốn căn dặn anh chị em, đó là bất cứ khi nào chúng ta thấy tấm lòng của mình nó yêu thích tội lỗi hơn là yêu thích lời của Chúa, bất cứ khi nào mà điện thoại của chúng ta nó đầy dẫy những cái tin nhắn ô uế hoặc là những cái hình ảnh ô uế, tôi khích lệ quý vị chúng ta nên cẩn thận. Nên cẩn thận quý bà chị em. Tôi không nói rằng lũ quý vị phạm tội với Chúa đâu, nhưng tôi đang nói rằng là linh hồn quý vị đang rời xa khỏi Chúa đó. Tại vì chỉ có những người họ rời xa khỏi Chúa thì thế gian và những cái điều ô uế tội lỗi của xác thịt đó nó mới đầy dẫy ở trong đời sống của chúng ta. Và điều này cũng là một điều mà tôi luôn cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, xin cho con được sống gần với Chúa mỗi ngày. Gần với Chúa mỗi ngày. Thế gian này và vương quốc của Đức Chúa Trời, quý vị chọn sống bên nào? Gia đình của tôi xuất thân từ Công giáo và tôi sinh hoạt bên hội thánh Công giáo từ khi còn bé. Đến 52 tuổi thì tôi mới rời khỏi Công giáo. Tôi nhớ ngày xưa khi mà tôi đi nhà thờ lúc còn bé bé lẩm chẩm để theo mẹ đó, thì tôi có suy nghĩ rằng là Chúa ở trong hội thánh, Chúa ở trong nhà thờ đó. Còn khi mình bước chân ra khỏi nhà thờ đó thì Chúa ở nhà Chúa, còn mình ở nhà mình. Và khi mà tôi đi chơi trong xóm đó, mà đi gần đến cái nhà thờ đó, tôi không dám nói bậy, tôi không dám nói tục, tôi cũng không dám làm những cái điều mà hư xấu hết. Nhưng mà khi mà chân mình rời xa khỏi cái cổng nhà thờ, rời xa khỏi cái nhà thờ giáo xứ đó, thì bắt đầu mình có thể đánh lộn, mình có thể chửi thề nói tục. Sau này khi tôi được Chúa thăm viếng, được thay đổi, tôi nhận biết rằng là ngày xưa mình chỉ là con chiên ngoan đạo thôi, chứ không phải là con chiên của Chúa. Ngoan đạo tức là về mặt đạo tôn giáo đó thì mình ok, nhưng về mặt tâm lòng thì mình không có Chúa. Và sau này tôi ăn năn, tôi trở lại với Chúa và thiết lập mối quan hệ giữa mình với Chúa một cách nghiêm túc, thì tôi thấy đời sống mình được thay đổi. Cho nên ngày hôm nay tôi nhìn vào trong những anh chị em Công giáo, tôi thương họ lắm. Họ có tấm lòng yêu Chúa thật sự, yêu Chúa lắm quý mài cho em. Người Công giáo, mình không phải là mình nói họ như thế nào hết, nhưng mà thật sự họ yêu Chúa. 4-5 giờ sáng thôi là họ đã có mặt ở nhà thờ để cầu nguyện rồi. Anh chị em mình ở đây có ai 4-5 giờ sáng là mình có mặt ở hội thánh để cầu nguyện không? Chưa chắc đúng không? Vậy đó mà nhà thờ Công giáo có những người họ sốt sắng như vậy đó quý vị. Bà ngoại tôi cũng là một trong những người như vậy. 4 giờ sáng thôi là bà đã thức dậy rồi. 5 giờ sáng thôi chuông nhà thờ gõ là bà đã có mặt ở trong nhà thờ rồi. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa thương xót và Chúa ngày cứu bà ngoại của tôi ra khỏi cái môi trường của tôn giáo như vậy. Bởi vì có bà chọn sống với thánh kinh, lời của Chúa. Cả giáo xứ lúc bây giờ người ta xem bà ngoại tôi và gia đình của chúng tôi là tà giáo, là đạo rối, đạo phản, đạo lạc. Nhưng bà ngoại tôi nói rằng là không, bây giờ tôi chỉ sống với lời của Chúa. Chứ còn trước đây mình chỉ theo đạo, mình ngoan đạo mà mình không có lời của Chúa. Đạo không có trong lòng của mình, nó chỉ ở ngoài cái thân thể và cái áo của mình mà thôi. Tạ ơn Chúa. Nhờ đức tin của bà ngoại tôi và ba mẹ của tôi khi chuyển qua tin lành và sống theo lời của Chúa, thì chúng tôi, thế hệ con cháu được phước qua đức tin và đời sống của những người tổ phụ của chúng tôi. Quý mài cha em ơi, hãy chọn sống vâng lời Chúa. Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Tôn giáo thì nói với chúng ta phải giữ lễ thế này thế kia, phải đi nhà thờ mới được cứu, phải đọc cái kinh này hoặc là làm cái điều nọ thì mới được cứu. Bên Công giáo có một điều, phải tôi nói xấu Công giáo nha. Tôi rất yêu quý những anh chị em công bình Công giáo. Gần đây có một cái điều mà bên Công giáo họ nói thế này. Đó là giáo dân Công giáo nào muốn được ân đại xá đó thì vào trong nghĩa trang của người Công giáo. Cứ ôm rồi cứ cầu nguyện ở bên mộ của cái người mà đã chết á, thì sẽ được ơn đại xá. Quý vị nghe lạ không? Tôi nghe cái điều này tôi không biết là ông Đức Giáo Hoàng chắc ông mới phê chuẩn gần đây. Vào trong cái nghĩa trang của người chết, nghĩa trang của sống đạo đó, để mà cầu nguyện, đọc kinh gì trong đó, sẽ được ơn đại xá, tức là ơn tha thứ dồi dào đó. Tôi nghĩ trong lòng như thế này, lỡ mà cái người giáo dân đó không biết, tới cái mộ của anh tướng cướp hoặc là cái người mà sống một đời sống bê tha, bê bối trước đây, tới cầu nguyện cái bên mộ người đó thay vì được ơn đại xá mà bây giờ cái thuộc linh của mình bị ảnh hưởng thì sao? Mình đâu có biết người nào sống tốt hay là người nào sống không tốt đâu. Vậy đó mà ngày hôm nay nhiều giáo dân Công giáo họ đang sống ở trong cái điều đó.
Nghe thật là đau lòng quý mời chị em. Người tin lành của chúng ta nên sống theo lời của Chúa và phải trung tín ở trong lời của Chúa. Trung tín trong lời của Chúa. Chúng ta đã biết lẽ thật của Chúa rồi. Lẽ thật của Chúa sẽ buông tha chúng ta. Và khi chúng ta được Chúa buông tha rồi thì chúng ta hãy sống theo Thánh Linh của Chúa. Đừng trở lại với sự nô lệ cho tội lỗi và xác thịt nữa quý mài chè. Câu hỏi suy gẫm đó là có bất cứ tội lỗi nào trong đời sống của tôi đã được dung dưỡng trong thời gian dài mà vẫn chưa được giải quyết trước mặt Đức Chúa Trời không? Có điều gì mà tôi vẫn chưa vâng lời Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối không? Tôi đã thật sự hoàn toàn vâng lời và đầu phục Đức Chúa Trời giống như Chúa Giêsu đã đầu phục Đức Chúa Cha hay không? Sự vâng lời quan trọng lắm quý mài chè. Dù rằng chúng ta phục vụ ở trong hội thánh này hoặc là phục vụ Chúa ở trong hệ phái khác, dù rằng là chúng ta màu da, tiếng nói, chúng ta thuộc chủng tộc nào đi chăng nữa, Đức Chúa Trời Ngài vẫn nhìn chúng ta chỉ là một dòng dõi duy nhất của Chúa mà thôi. Chúng ta là dòng dõi của Abraham. Chúng ta không có sự khác biệt ở trước mặt Đức Chúa Trời. Không phân biệt người Judah hay là người Gret, không phân biệt người Việt Nam hay là người Israel. Ở trong Chúa Jesus Christ, chúng ta đều là một. Và chúng ta cần phải có một tấm lòng vâng lời Ngài. Abraham là một người vâng lời Đức Chúa Trời. Chúng ta là dòng dõi của Abraham. Liệu rằng chúng ta có thật sự vâng lời Đức Chúa Trời, đầu phục Chúa và làm theo những điều mà Chúa muốn hay không? Nguyện lời của Chúa sẽ cho chúng ta thấy được điều mà chúng ta cần làm trong ngày hôm nay. Đôi khi chúng ta chưa được phước là bởi vì chúng ta chưa vâng lời Chúa. Và đừng để cho những cái sự kết quả hào nhoáng chung quanh nó đánh lừa chúng ta rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Giống như Jonah, đôi khi ông đi xa cách khỏi Chúa nhưng mà ông vẫn đưa người khác trở lại với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta trở lại đúng hướng để cuộc đời của chúng ta sẽ cứu được nhiều hơn quý mà cho em. Chúng ta sẽ cứu được cả một thành phố, chúng ta sẽ cứu được cả một dân tộc, chứ chúng ta không chỉ cứu những người ít ỏi ở trên cái con tàu đó mà thôi. Amen. Xin Chúa ngày đại dùng chúng ta để chúng ta làm những việc lớn cho Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người chúng ta mong muốn rằng chúng ta sẽ đem dân Việt Nam chúng ta trở lại với Chúa? Bao nhiêu người chúng ta mong muốn rằng tôi sẽ đem thành phố của tôi trở lại với Đức Chúa Trời? Amen. Chúa ngài biết tâm lòng quý vị khi chúng ta chọn vâng lời Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài ban phước cho quý vị. Và lời của Chúa ngài hứa như thế này: Đấng cứu chuộc sẽ đến Siôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp là kẻ bỏ tội lỗi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-sai đoạn 59 câu 20. Ê-sai đoạn 1 câu 18 chép rằng là Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lồng chiên. Ê-sai đoạn 44 câu 22 chép rằng là ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Cảm ơn Chúa. Lời hứa của Chúa hứa rằng tội của chúng ta nghiêm trọng như thế nào chăng nữa thì Chúa vẫn có thể tha thứ cho chúng ta. Đừng để cho mặc cảm tội lỗi nó ngăn trở chúng ta tiến lên ở trong ơn của Chúa. Đừng để cho những cái gì trong quá khứ nó kéo chúng ta và khiến chúng ta quên mất đi những phước hạnh mà Chúa hứa với chúng ta trong lời của Ngài ở trong tương lai. Xin Chúa ngài cho cuộc đời của chúng ta sẽ càng đi lên. Hôn nhân của chúng ta sẽ càng được đi lên nữa. Tuần trước thì tôi tư vấn cho một cặp vợ chồng. Cô chú này cũng đã lớn tuổi, hơn 60 tuổi rồi. Con thì ba mấy tuổi, nhỏ hơn tôi có vài tuổi thôi. Hai vợ chồng lục đục và người vợ đòi ly dị. Tôi nghiêm túc tôi ngồi tư vấn trước mặt hai vợ chồng ở trong cái phòng khách sạn của tôi. Và tôi nghe người này nói, người kia nói. Họ nói gì biết không quý vị? Bà vợ nói: Mục sư nghĩ coi, 30 năm về trước khi mà tôi có bầu cái đứa đầu tiên á, ngay cái lúc mà tôi vừa mới vỡ nước ối á, thì ổng lại bỏ đi làm cái công việc của ổng. Ổng bỏ tôi có mình tôi. Rồi cái ông chồng ổng nói cái lý do này lý do kia, tại vì anh có công việc đột xuất, rồi thời gian đó chưa có điện thoại cho nên là anh không biết em bị, em phải đi vào trong bệnh viện nhập viện rồi sinh con một mình như vậy, may là có người khác đến giúp, chứ không thôi thì em không qua khỏi được cái hôm đó. Tôi nghe xong xuôi hết, kể chuyện này chuyện kia mà mấy chục năm về trước không quý vị. Kết thúc xong tôi nói thôi bây giờ để giải quyết vấn đề thì bây giờ cả hai vợ chồng nên hạ mình xuống. Nghe tôi nói điều này, mình đừng có bao giờ mình ngó lại chuyện quá khứ nữa. Chuyện 30 năm về trước mình tha thứ nhau đi. Được không? Tại sao mà 30 năm qua rồi khổ quá, hai ông bà đã có mấy mặt con rồi mà cứ trách móc cái chuyện nó xảy ra từ xa xưa rồi. Mình không tận hưởng được hiện tại, không tận hưởng được tương lai.
Và con cái trong nhà nó cứ sống mệt mỏi bởi vì cớ những cái chuyện mà mình cứ 30 năm về trước mình lấy ra mình đánh bóng lại rồi xong cái mình trách cứ lẫn nhau rồi bây giờ lại đưa nhau ra tòa lý dị như vậy. Khổ quá, khổ quá. Và thế là họ đã quyết định họ tha thứ cho nhau, xóa đi ký ức đau buồn đó và họ bắt đầu họ chọn để ở lại với Chúa và ở lại với nhau. Họ tha thứ cho nhau quý vị. Wow, tuyệt vời quá. Nước mắt đã chảy ra và họ quên sạch luôn những gì đã xảy ra 30 năm về trước. Đó là một phép lạ tạ ơn Chúa. Có những cái điều quý vị ơi, nếu chúng ta không học cách để chúng ta buông bỏ đó, nó sẽ giết chết hôn nhân của chúng ta, giết chết tình cảm của chúng ta, giết chết cái sự phục vụ Chúa của chúng ta, giết chết cái sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng ta nữa quý vị. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày cho chúng ta buổi sáng này sẽ giải quyết được tội lỗi và giải quyết luôn cả những quá khứ đau buồn, những quá khứ tâm tối ở trong quá khứ của chúng ta. Amen. Hãy khôn ngoan để mà mở mắt ra và nhíu mắt lên để nhìn thấy sự hứa mà Chúa đã hứa với chúng ta. Amen. Đừng nhìn về quá khứ, nhưng mà hãy nhìn về tương lai. Nếu ai biết chạy ô tô thì chúng ta sẽ thấy rằng là người lái xe an toàn đó là người luôn nhìn ở phía trước mặt, đúng không ạ? Và lâu lâu cũng phải nhìn về cái kính chiếu hậu để xem coi ở đằng sau mình có xe nào khác hay không. Dĩ nhiên quá khứ sẽ giúp cho chúng ta nhìn biết được mình là ai ở trước mặt Chúa. Nhưng chúng ta đừng bao giờ nhìn mãi ở trong cái kính chiếu hậu của quá khứ đó, nhưng mà hãy nhìn vào tương lai ở phía trước. Và chúng ta sẽ thấy được cuộc đời của chúng ta sẽ tiến nhiều hơn là lùi. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý vị qua lời của Ngài. Và xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.